mình sẽ cố gắng đi hết cái con mương này. Đây, những cái trái thanh long căng tròn thì hiện nay được ném xuống mương như thế này, một cái con đường dài cô bác anh chị. Nghĩa là lên tiền thuốc là nếu mà cái vốn không tiền phân tiền thuốc tiền điện là 10.000 ký là đủ vô mới đủ vốn. Là 10.000 ký mới đủ vốn, mà trong khi bán có 1.000, 2.000 là lỗ, biết lỗ 8.000 lúc đó rồi. Một ký là lỗ 8.000 đó. Ok. Mến chào cô bác quý anh chị, thì hiện tại Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại một vườn thanh long thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Hai anh em đang ở thị trấn Tầm Du, và đây là một khu nhà vườn mà cô bác quý anh chị thấy họ đang bỏ những cái trái thanh long do chính gia đình mình và mọi người cần mẫn để có được sau nhiều tháng chăm sóc. Do là thương lái không mua và Trung Quốc đóng cửa khẩu nên việc mà tìm đầu ra cho thanh long là một vấn đề nan giải cho đến thời điểm này. Đây là thanh long ruột đỏ mà nghịch cảnh hiện giờ phải chấp nhận câu chuyện đó. Tại vì tại khu chính khu vườn này thì những cái trái thanh long đang chuyển sang cái tình trạng là đã quá ngày thu hoạch rồi, đã già cỗ rồi. Mọi người thấy không? Khá là ngon. Quả này thì mình vừa mới nhặt ở dưới mương nước này nè, lên và để sử dụng cho mọi người xem thử ăn còn được không nha. Anh Hồ nhìn thấy quả nó như thế nào anh Hồ? Anh thấy quả rất là bóng, chắc có lẽ là chủ vườn mới vừa thu hoạch trong vài tiếng đây thôi. Dạ. Thật sự thì 2-3 ngày qua thì mình và anh Bùi Hồ có mặt ở những cái vườn thanh long, chứng kiến nước mắt của bà con rất là nhiều. Và gần như là ai cũng rơi vào cái tình trạng đó là bần thần. Họ không biết được rằng ngày mai những quả thanh long này số phận ra sao. Và giải pháp trước mắt là họ để bảo dưỡng được cái cây thanh long này, họ phải chấp nhận cái việc là tháo bỏ những cái quả thanh long còn đang chín trên cây, và họ phải liền xuống mương nước như thế này. Ở đây thì gần như nhà nào cũng là thanh long. Mọi người có thể đến thủ phủ đây sẽ chứng kiến được cảnh bạc ngàn cánh đồng thanh long. Vì vậy thì việc cho là một câu chuyện là không ai ăn rồi, dân địa phương mang. Còn đưa đi nơi khác thì phải chấp nhận câu chuyện là công hái, công vận chuyển. Anh Hồ có thể chia sẻ cho mọi người biết là công hái và công đưa lên thành phố khoảng bao nhiêu tiền ạ? Có nhiều ý kiến trái chiều thì sẽ không hiểu và sẽ nói rằng tại sao những nhà vườn này không hái những trái thanh long như thế này, đem đi cho những nơi từ thiện, hoặc là đem đi những cái nơi nào bán giá rẻ mà lại chặt bỏ như thế này. Thì mình chia sẻ thông tin với mọi người, nếu như trái thanh long còn trên dây thì giá thu hoạch mỗi một giờ đồng hồ là 35.000 đồng. Nếu bán ước tính 2.000 đồng một kg thì chỉ đủ tiền để mà thu hoạch trái thanh long như thế này. Nên để tiết kiệm tiền công, tiền bù lỗ thì những nhà vườn tự chặt, không cần thuê người chặt nữa. Để tháo những cái trái thanh long từ trên cây xuống này, hái xuống á và ném xuống dưới mương nước như thế này thì cũng phải tốn thêm mấy chục ngàn tiền công. Mỗi giờ người hái thanh long liền xuống mương nước này 35.000 đồng mỗi giờ. Tức là vườn này họ đã phải tốn vài triệu đồng để dục bỏ thanh long. Sáng nay thì mình với anh Bùi Hồ có gặp một cái chủ vườn, họ đang rơi vào nghịch cảnh là 8 tấn thanh long họ không biết bán cho ai. Và họ cũng mời gọi tụi mình là nếu như có đoàn từ thiện nào từ Sài Gòn xuống có thể là mời họ thu hoạch miễn phí luôn, để bà con phải tốn khỏi thuê nhân công đi hái. Và mình thử ăn cái quả thanh long này như thế nào nha. Còn khá là ngon nha, mới hái sáng nay. Đây là một cái trái thanh long mà vừa thảy ở dưới mương này mà Phong nhặt lên ăn. Thì có một chị ở Mỹ, chị chia sẻ rằng là một cái trái thanh long nếu như bán ở Mỹ là $4 một trái, tương ứng với 80.000 đồng một trái như vậy. Và nó còn héo hơn cả trái thanh long mà mình nhặt ở dưới mương như thế này. Và hai anh em thì đang thưởng thức những cái trái thanh long mà mọng nước luôn á. Và phải nói là da thì căng bóng. Và đặc biệt những cái tay còn xanh này. Tay nó còn xanh như thế này. Đó, mọi người thấy đã không? Vẫn còn ăn được luôn á. Thậm chí là sáng nay mình chứng kiến cảnh là người ta còn cho gà, cho bò ăn. Tại vì bây giờ tận dụng được cái nào hay cái đó thay vì phải mua đồ ăn. Và mình nhân tiện đây thì mình sẽ tham quan một cái khu vườn thanh long ở đây như thế nào nha. Đây cũng là một cái mương nước nữa, người ta cũng vừa mới hái xuống, thả xuống này. Đó, mọi người có thể nhìn thấy không, cảnh đỏ luôn nè. Và mình sẽ di chuyển qua góc cái này anh Học đi xuống này cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ đi dài xuống dưới theo đường mương này nha Phong nha. Dạ. Những cái quả bị hư rồi, như cái quả này là không thể nào bán được nè. Đó, cái cuống nó đã bị chuyển màu rồi nè, không bán được.
thì người ta sẽ hái để dưỡng sức cho cây. Người ta sẽ ném liền dưới này, dưới gốc. Rồi những cái quả nào mà họ không chưa hái thì họ hy vọng rằng là nay mai sẽ có người thu mua. Như cái quả này có thể bạn không bán được này, vẫn còn xanh này ha. Chia sẻ thêm mọi người là để được cái cuống xanh như thế này á, thì nhà vườn phải tốn một cái khoản công rất lớn, đó là thuê người vuốt, vuốt cho những cái cuống này cho nó xanh đi. Thì ở dưới góc độ, ở dưới góc này thì còn có khá là nhiều quả thanh long bị vứt này. Đây là những cái mương nước mà ngày thường thì những người nông dân họ để tưới nước cho cây, thì hôm nay những cái mương này lại nổi lên một cái màu khá là đặc trưng của thanh long, đó là một cái màu đỏ. Cái này là chắc người ta hái từ ngày hôm qua cho nên là nó còn úng luôn nè, úng cuống này ha. Đó, ăn được luôn. Uống ghê không? Mình hột ha, uống ghê không? Thực sự thì mấy ngày qua là mấy anh em là đi gặp được rất là nhiều nhà vườn và chứng kiến rất là nhiều cảnh, đó là người ta họ phải chấp nhận là hái bỏ, vứt bỏ và bán với giá rẻ bèo luôn. Nếu như thương lái mua thì hiện giờ là 500 đồng một ký để lấy nước, còn mà mua mà hàng loại xịn á, bây giờ chỉ còn 1.000 đồng thôi. Mọi người hình dung là một cái rổ bự như thế này nè chỉ được 7.500 tiền thanh long, và để có được một ký gạo thì người ta phải xách hai cái giỏ thanh long thiệt là bự. Sáng nay mình còn chứng kiến cái cảnh một cái chị gái không có tiền cho con đi học và hai mẹ con phải chấp nhận cái chuyện là hái thanh long đi bán với giá 500 đồng để mua gạo để ăn. Chạy vậy. Đây, anh chia sẻ cho thêm mọi người hình ảnh ở cái khu vườn này, những cái thanh long mà được vứt bỏ dưới mương nước đây. Chia sẻ với mọi người á, thì thanh long được vứt như thế này đó, thì có những nhà vườn á, thì do là hai vợ chồng cứ cần mẫn chăm sóc suốt à, nên việc mà vứt những cái trái thanh long như thế này họ càng thêm đau lòng, khi mà suốt 3 tháng trời gồng gã họ phải chăm sóc từng ly từng tí để có được cái thành quả. Nên nhiều nhà vườn họ chấp nhận bán với giá 2.000 đồng để cái nông sản của mình được tiêu thụ. Góc bên không... kia là khá là nhiều nè, anh ghi hình cho mọi người xem. Đây nè cô bác của anh chị, đây là những cái trái thanh long mà nằm ở dưới mương nước như thế này. Ước tính gần thì những cái trái thanh long như thế này thì chỉ cần vài ngày nữa thôi, chủ vườn họ sẽ tự tay chặt bỏ xuống mương như thế này. Những hình ảnh mà rất là đau lòng, chắc có lẽ là đây là một cái clip mà hai anh em ghi lại được mà đau lòng nhất của nhà nông ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, một nơi được gọi là thủ phủ của trái thanh long. Hôm nay thì hai anh em đi không có gặp chú nhà vườn để có thể chia sẻ cho mọi người thấy về tình hình trái thanh long như thế này. Phong xa xa nhìn thấy thì ở dưới mương nước những cái màu đỏ, thậm chí ở dưới mương nước á, cái màu đỏ nó còn dày đặc hơn trên những cái cây thanh long như thế này. Đó, những cái trái thanh long người ta đã vứt khá lâu ngày, thấy nó úng luôn anh Hồ. Những cái trái ở nằm ở dưới mương á, nó lại nhiều hơn những cái trái đang nằm ở trên cây. Còn họ không dám chặt bỏ tại vì họ hy vọng rằng những quả xanh này tương lai, nay mai sẽ có người thu mua. Cho nên họ những cái quả đã chín rục rồi thì cắt bỏ để dưỡng sức cho cây cho mùa tới. Ở đây thì thậm chí là người ta còn hái thanh long còn để những cái phần mộ luôn nè. Đâu đâu đây nè mọi người. Những mương nước để tưới tiêu hiện nay thì là những mương để mà chứa những cái quả thanh long hư. Như trái này là rụt luôn nè, chỉ cần hãy nhẹ cái là rụng nè. Mà bây giờ bán thì cũng không khó nè, mình chỉ cần đẩy nhẹ cái là rụng nè ha. Nó bị mùng bùng mà. Nhưng mà vẫn còn ăn khá là ngon, những trái này là mới ngon nè. Đó. Sẽ có nhiều ý kiến là chia sẻ hỏi tại sao những cái trái thanh long lại bỏ phí của hoang phí như thế này mà không đem cho hàng xóm, thì em có thể giải thích cho mọi người hiểu không? Trong cái quá trình hai anh em đi á, xung quanh đây á, mọi người có thể quan sát là bạc ngàn thanh long. Thanh long rẻ đến mức mà bây giờ năn nỉ người khác tới hái ăn, hái mang đi cũng được, nhưng mà gần như là nó quá nhiều đi. Và hàng chục tấn thanh long đang vào vụ mùa thu hoạch ở một khu vườn nhỏ như thế này. Ở góc kia thì bà con cũng đang chặt nè. Bây giờ thì mình sẽ sang các khu vườn khác cho mọi người xem được cái cảnh, khung cảnh điều hưu ở đây như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ ra ngoài sau này ha. Mọi người có thể thấy là sự héo úa cũng như là sự hôi thối của những cái trái thanh long đó, nó sẽ phản ánh qua việc mà người nông dân ở đây họ chặt qua nhiều ngày.
mình có thể ví dụ ở dưới này, ở mương này nó có hai màu khác nhau, thì những ngày khác nhau và những cái trái thanh long còn đeo ở trên cây như thế này, chắc có lẽ là vài ngày tới thì sẽ không còn nữa. Và không còn nữa không phải là những người nông dân họ lại bán đi được, mà họ phải tiếp tục chặt để mà thảy ở như, để mà quăng liền ở dưới mương như thế này. Đây, đây là hiện nay thì nước ở dưới mương như thế này các bác quý chị, nó đã bốc mùi hôi thối do những cái trái thanh long nó bắt đầu lên men. Nếu như mà trước đây thì trái thanh long là nguồn thu nhập chính và để mà làm giàu cho mỗi gia đình ở huyện Châu Thành của tỉnh Long An như thế này, thì hiện nay trái thanh long đối với một vài chủ vườn lại là một cái khoản nợ khá lớn, khi mà họ phải vay tiền ngân hàng nè để xoay chuyển, để mà tưới tiêu rồi điện rồi vuốt ve. Thiệt ra ở đây á, cái tiền công lớn nhất đó là tiền điện. Để trái thanh long đạt hiệu quả và lợi nhuận cao và không phải hạn chế phân thuốc thì phải dùng điện. Mà tiền điện thì mỗi công như thế này á, nó chiếm gần như 50% phí đầu vào, và bán giá 1.000 đồng vẫn phải lỗ. Điều này cho thấy là mọi người thấy tình cảnh ở đây rất là điều hưu. Mình và Bùi Hộ sẽ dùng xe máy di chuyển một cái xung quanh đây cho mọi người xem một góc nhỏ. Thực ra đây là một cái ấp trồng thanh long mà nó cũng không phải là nơi nhiều nhất ở huyện Châu Thành, nhưng mà mọi người cũng thấy là điều hưu lắm, buồn bã lắm. Rồi như bà con năm nay là không có Tết rồi. Mình di chuyển lên thôi. Đây, mình qua một cái con mương mình di chuyển lại cho cô bác quý chị xem ha. Mình sẽ cố gắng đi hết cái con mương này. Đây, những cái trái thanh long căng tròn mà có thể trước đây thì bán với giá 20-25.000 đồng một kg, thì hiện nay được ném xuống mương như thế này, một cái con đường dài cô bác quý chị. Một cái mương như thế này thì em ước chừng khoảng bao nhiêu ký thanh long đã được quất xuống đây không? Theo em phỏng đoán ha, là cũng phải 7-8 ký. Một cái vỏ bự như thế này nè, tại vì người ta vứt đã nó bị úng rất là nhiều rồi. Như riêng ở đây là đã gần nếu mà tính đây còn đã 8 kg rồi nè, đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang một vài khu vườn khác để cho mọi người cùng xem nha. Đây là một con đường nhỏ dẫn vào những cái căn nhà của bà con, và mọi người có thể thấy là ở đây mình sẽ dừng tạm ở đây ha. Những thanh long nè được vứt mỏ vì quá chín. Rồi những cái mương, những cái trái này thì chỉ trong vòng ngày mai chủ vườn cũng phải sẽ cắt bỏ này. Nếu như những ngày thu hoạch ở có giá thanh long thì nơi này thì nó giống như là một cái lễ hội á. Họ cứ tấp nập buôn bán và những cái cần xé được chuyển lên xe tải. Thì khác với những cái mùa vụ trước thì mùa này ngày thu hoạch lại điều hưu, vắng vẻ đến lạ thường. Bên tay phải thì cũng thấy là người ta đã chặt bỏ bớt tỉa canh nè, rồi bỏ những cái quả thanh long đã quá là ngày thu hoạch rồi đó. Mọi người thấy những cái trái thanh long được đặt ở dưới chân của cây, và bên này thì người ta tỉa bông nữa, không biết là mùa vụ tới nó như thế nào, ổn không. Dạ cát không đủ nè. Người ta cắt là hết 40.000 tiếng rồi, gánh là 50.000 tiếng rồi, sao mà đủ. Nhưng mà tụi em thấy tiếc ghê á, lần đầu tiên mà thấy thanh long bỏ xuống mương vậy luôn á. Bỏ ở đây là đợt này là xong đèn là biết bao nhiêu, một công là điện điện là 2 triệu á, chưa tính điện bóng đó. Một công hả? Một con đất á. Có tiền quá. Tiền điện là 2 triệu. Một công đất là xong, tiền điện 2 triệu á, là tiền bóng 47.000 bóng là chưa có tính á. Nên thành nữ là mình mướn công nữa thì nó công chặt bỏ nữa thì nó lỗ thêm. Nên ở nhà tự chặt. Bỏ luôn. Không biết bán không được mà mít sầu riêng gì bán cũng được. Trái thanh long vậy là lên tiền thuốc, là nếu mà cái vốn không tiền phân tiền thuốc tiền điện là 10.000 ký là đủ vô, mới đủ vốn ra đạt. Là 10.000 ký mới đủ vốn, mà trong khi nó bán có 1.000-2.000 là lỗ, biết lỗ 8.000 lúc đó rồi. Một ký là lỗ 8.000 lúc đó rồi, là nó khổ cả đó. Chị là có 1 hecta luôn, 10 công mà bán không được luôn. Một con mốt. Chị bán 500 đồng ký hả? Hơn là 2.000 đồng ký. Mà lựa ra giờ còn đó có 1.000 ký. Lỗ trắng tay luôn. Trắng tay luôn. Từ thiện không?
Dạ. Coi như là một năm nay hai lần. Đợt hôm tháng 7 với tháng này. Dạ. Đợt mới vui vậy. Tháng 7 là hàng mùa mình không có nói, cái số đó là có mình đổ. Có những người hàng đèn nữa. Mình đổ là đổ tiền phân, tiền thuốc với tiền thuốc ngoan mình không nói, còn cái hàng này là đổ thêm tiền điện. Lại là tiền điện. Đổ thêm tiền điện nữa. Là vậy là cái mùa này là so với những mùa khác là nó lỗ nhiều hơn. Lỗ nhiều hơn. Lý do là mình phải nghịch mùa. Phải thêm mùa để tiền điện. Mà nó mới ra nhiều hơn. Mỗi một nhà nông như thế là thường là trồng là đâu có dưới 5 công đâu. Thấy thường là từ 5 công, 10 công, thậm chí là có nhà 20 công luôn. Ờ, như nhà ông Hải dưới nãy mấy chú đi ngang hỏi cho chị xuống dưới đó là biết bao nhiêu luôn. Gần 4 mẫu á. 40 công. Ừ. Nếu như mà 40 công mình lỗ về khoảng bao nhiêu tiền hay chị? Chàng nhập hộ. Ông Hải lớn con ba. Con ba. Bồ phì mày. À ông Hải hả? À. Là ổng con bồ phì dưới vậy. Con thấy là mấy vườn kia là họ chặt bỏ rất là nhiều. Thì ở xung quanh này hiện giờ còn ai chặt bỏ liệu như gốc nữa? Bây giờ cái liệu bỏ ở đây là số thấy. Lượng đây là nó đã như đó rồi, còn cái hàng kia là người ta bán đổ bán tháo 500 đồng ký. Với bây giờ hoàn cái đó mé trên này đằng hai chỗ đường ấy cô chỉ đi đó là thẳng lên ngay chỗ bồn nước, là hồi sáng nó chặt quá trời luôn mà không biết là cái đó là chặt cho từ thiện hay là nó đi đâu cũng không biết, là nó do, cho từ thiện là cho người ta tự chặt người này, ta vô mình đó là cho từ thiện nguyên luôn, không có chặt không bán đó, ở đây mình cho từ thiện người ta tự người ta làm là mất trắng luôn, không có ngàn nào luôn. Bây giờ cho từ thiện không lấy. Cho không lấy luôn. Có chỗ thì ngon thì người ta lấy, còn dở thì người ta không lấy. Ở đây thêm một vườn thanh long nữa. Mà nãy giờ mọi người quan sát thấy là ở góc phía xa xa kia thì hàng vạn tấn thanh long đã bị đổ bỏ. Còn những trái thanh long này thì đang bị héo dần vì đã vượt quá cái ngày thu hoạch rồi. Và trong tương lai chỉ còn vài ngày nữa thôi, thì khi mà những cái trái thanh long này chín thì gần như là bà con ở đây cũng phải chấp nhận câu chuyện đó là đổ bỏ ở dưới gốc cây. Mùa này thì gần như là toàn bộ bà con nông dân ở khu vực Long An thua trắng. Và hình ảnh nãy giờ thì Phong Bụi Ban Bùi Hồ có cái hình chia sẻ cho cô bác á, là một hình ảnh khá là đau lòng. Hy vọng rằng ở trong các mùa tới chúng ta không lặp lại cái nghịch cảnh như thế này. Những cái trái thanh long này sẽ không còn số phận như mùa này ha. Nãy giờ thì anh em cũng chia sẻ cái tình hình thực tế ở miền Tây và cái nỗi khó khăn của bà con nông dân. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi các đoạn clip của hai anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.